thợ makeup tố khách khôn lõi vì cố tình chọn sai gói trang điểm. Cộng đồng mạng quay xe khi xuất hiện lời giải thích được cho là của cô dâu. Trong lúc dân tình đang có những ý kiến trái chiều, một người nhận là cô dâu lên tiếng đính chính, hiện vẫn chưa rõ thực hư ra sao. Diễn biến sự việc thế nào mời cả nhà cùng theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Netizen đang dành nhiều sự quan tâm cho câu chuyện một thợ makeup đăng bài phốt chính khách hàng của mình. Cụ thể, tài khoản Facebook có tên LAB, làm nghề trang điểm, đã đăng đàn tố khách hàng book makeup đi ăn tiệc nhưng lại về làm cô dâu, khẳng định đây là điều cấm kỵ trong nghề. Thậm chí, chủ bot còn có ý bảo khách khôn lõi để giảm bớt chi phí. Khi đăng bài cũng không che mặt khách hàng lại. Chính như lập luận có phần chỉ trích khách hàng gay gắt này của LBA khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ngay bên dưới status post khách của LBA, netizen đưa quan điểm trái chiều. Tuy nhiên, trong số đó có một bình luận được cho là của chính cô dâu trong bài post lên tiếng giải thích lý do. Cụ thể, nickname N chia sẻ: "Em là người chỉ post mát tiệc mà đi làm cô dâu đây. Thứ nhất, em chỉ làm tiệc báo hỷ đại có mấy bạn bè nên không muốn mách cầu kỳ, lồng lộn nên em đã bút chỉ mách tiệc. Thứ hai, hôm em có hỏi giá mách tiệc và mách cô dâu bao nhiêu. Chị báo giá xong chị có nói mách tiệc không làm cô dâu được thì em nghĩ mách tiệc sẽ không đẹp bằng mách cô dâu. Thứ ba, em không phải trong ngành makeup nên em không nắm rõ quy tắc trong nghề như thế nào. Thứ tư, em bút chỉ mách tiệc, chị cũng mách tiệc và em đã trả đúng tiền giá em bút chứ không ăn quỵt tiền. Lúc em bút có hỏi chị rõ ràng là mách tiệc có làm tóc không thì chị bảo có, thì em cũng được yêu cầu kiểu tóc sẽ làm mà đúng không chị? Thứ năm, lúc chị hỏi em mặc váy gì thì em có nói mặc váy cúp ngực màu trắng tinh mà chị lại nói trên Facebook là em nói mặc váy màu kem là sai sự thật. Thứ sáu, chị đăng hình em lên Facebook mà chưa hỏi ý kiến của em là chị sai. Nếu như em sai, chị có thể nhắn tin riêng cho em để mình giải quyết. Nói chung giờ chị muốn giải quyết thế nào, chị nói đi. Muốn em bồi thường hay sao?" Những lập luận phản bác lại những gì LAP nói, được nickname N đưa ra rõ ràng. Theo đó, ý kiến được cho là của cô dâu này, nhưng về sự ủng hộ khá lớn của dân tình. Nhưng LAP đã xóa bài đăng, bình luận của N cũng bay màu. Không ít người thậm chí còn vào trang cá nhân riêng của N và nhắn nhủ không nên để chuyện này lắng xuống. Nhưng chính chủ chưa có lời hồi đáp, hiện vẫn chưa rõ thực hư ra sao. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.